Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Thầy á. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý sư tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị tắt tâm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridisi karata te chantali ke vimane di be rate jagame taru anagahane ye awatum hikete from ma chayan tu de wa chala thala wisame ya kagan tapanaga di thanta santi ke yang muni wara wacanang sa thavo me sunan tu thamma sawana kalo ayam fadanta thamma sawana kalo ayam fadanta thamma sawana kalo ayam fadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyam bi Buddhang saranang gacchami, Tutiyam bi Dhammang saranang gacchami, Tutiyam bi Sanghang saranang gacchami, Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami, Tatiyam bi Dhammang saranang gacchami tatiyam bi Sanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccacarana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisadhammasa Ratisattha deva manusanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang badapangso varuttamang buddhe yokhalito doso buddho Khamato tang mamang Swakato phagavata thammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditapo vinyuhitinathime saranang anyang thammo me saranang warang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang dhammang caduvithang varang dhamme yokhalito doso dhammo khamato tang mamang Subhatibhano bhagavato savaka sangho Ujubhatibhano bhagavato savaka sangho Nyayabhatibhano bhagavato savaka sangho Samichibhatibhano bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani attha purisa bhongala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjani karane yo anuttara punyang khetang loka satinathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca vacchena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang sanghang caduvithottamang Sankhe yo khalito doso sankho khamato tang mamang. Vandami cheti yang sabbang sabbathane subhati
thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bu tha ru ba sa ca lăng sa đa sam bu thê a tha vi san cha đo đa san cha sa ha sa kê pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ham tê sang tham man cha sang thanh cha a đa rê na na ma mi hằng Namakara nufa we nahanto sape ubata we aneka antaraya piwina santu ase sato sambute pancha panya sancha chatu we sati sahasake dasata sahasa ninamami sirasa aham te sang tham mancha sang khancha adare nanamami ham Namakara nufa we nahanto sape ubata we aneka antaraya piwina santu ase sato sambute na wutara sate atachata lisa sahasa ke wisati sata sahasa ninamami sirasa aham te sang tham mancha sang khancha adare Nana mami hằng namakara nufa we nahanto sape ubata we aneka antaraya piwina santu ase sato sape purati maya disaya sata awera sukhi hontu sape purati maya nudisaya sata Awera sukhi hontu sape dakkhina yadisa yasata Awera sukhi hontu sape dakkhina yanudisa yasata Awera sukhi hontu sape paccima yadisa yasata Awera sukhi hontu sape paccima Yanurisa yasata awera sukhi honu sape utara Yadisa yasata awera sukhi honu sape utara Yanurisa yasata awera sukhi honu sape uparima Yadisa yasata awera sukhi honu sape hekima Yadisa yasata awera sukhi hontu sape sata awera hontu sukhita hontu nidukha hontu adhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu agoga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta jani dukha phaya patta jani phaya soka patta jani soka hontu sape pipanino akasatha chafumatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhang tu sasanang Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no garu Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tupanino Akasatha chafumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Sa thú sa thú sa thú. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong rồi. Chúng con kính thỉnh sư kinh Tuệ Cảm Đức đại giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư.
Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Và số 10 là mình có số thứ tự. Mấy con trước mình học bản chia của danh từ nữ tính vị nữ u chưa? Bản chia này có học chưa? Dạ rồi. Bản chia học rồi hả? Dạ. Bản chia học rồi. Số thứ tự đọc đồng văn có chưa? Dạ chưa, dạ tuần rồi mới học từ vựng với lại số thứ tự thôi là sao ạ? Dạ là nên học xong cái bản chia. Bản chia rồi mình đọc đồng văn. À, đây là phần bản chia đầy đủ của danh từ nữ tính quỷ nữ u như là u. Mình có chủ cắt đó là u số nhiều, u vô, đối cách số ít là phung số nhiều, u vô. Sử dụng cách số ít là phúc gia, số nhiều là phu khí. Chỉ định cách số ít là phúc gia, số nhiều phu năng. Số cách số ít đó là phúc gia, phu khí. Sử dụng cách số ít phúc gia, số nhiều phu năng. Định thở cách số ít đó là phúc gia, phúc văn. Số nhiều là phu suốt. Phô cách số ít đó là phu. Số nhiều là phu vô. Đó là bản chia đầy đủ. Giờ mình sẽ tập chia danh từ này theo cái bản tóm tắt ở đây. Mình chọn một danh từ nào đó tận cùng là u ở dạng nữ tính. Có một số từ trong bài học đã có cho rồi, chúng ta sẽ cắt cái danh từ đó để chọn một gì. Thì ở đây mình có Pathama e có bách chánh á là u mà e có quay cái nó phù có phù quay cái nó phù phù vô ưu ti già e có quay cái nó phù có phù quay cái nó phù phù vô ta ti già e có quay cái nó phù già có phù quay cái nó phù khí phù khí cha tốt thì e có quay cái nó phù già có phù quay cái nó phù năng bình châm mì e có quay cái nó phù già và phù hí có phù ấy cho nó phù hí chặt thì có ấy cho nó phù già có phù ấy cho nó phù năng tất tâm mì có ấy cho nó phù già phù vàng có phù ấy cho nó phù su lắp bánh á có ấy cho nó phù có ấy cho nó phù phù vô. Ở đây mình không có cái chữ mấy cục già phù vàng năm mươi chữ mười dài bọn này rồi bây giờ mình sẽ dùng một từ nào đó mà nó thành công bằng chữ u để mình tập chia cho cái bản chia này lâu lắm thì cô cũng đi trở lại không.
anh cô một trăng mời lớp tập chi bản là gì là gì mời lớp giơ tay lên để tập chi bản chi. Dạ xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính shampoo là cây trăm á sư. Bathama ekavachana champu bahu vachana champu champu yo dutiya ekavachana champu bahu vachana champu champu yo tatiya ekavachana champu ya bahu vachana champu hi champu phí chắc tu thi ekavachana chăm bu già ba hú vá chá ná chăm bu năng phần chá mi ê cá vá chá ná chăm bu già ba hú vá chá ná chăm bu hí chăm bu phí chắc thi ê cá vá chá ná chăm bu già ba hú vá chá ná chăm bu năng sắc tá mi ê cá vá chá ná chăm bu già chăm bu giang bahu vachana jambu su abalan abalana ekavachana abalana ekavachana jambu ya abalana alapana abalana alapana. Ủa sao trong này Alabana, xin lỗi, Alabana Ekavachana Champu Bahu Vachana Champu Champu Yo. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc danh từ vĩ ngữ U là Sá Bá Phu Sông Sá Rá Phu Bát Tha Ma Ekavachana Sarapu Bahu Vachana Sarapu Sarapu Yo Dutiya Ekavachana Sarapu Sarapu Bahu Vachana Sarapu Sarapu Yo Tatiya Ekavachana Sarapu Ya bahu quá chán ná sa ra phù hí sa ra phù hí phí chát tút thì ê cá quá chán ná sa ra phù giá sa ra phù già bahu quá chán ná sa ra phù nặng bằng cha mì ê cá quá chán ná sa ra phù già bahu quá chán ná sa ra phù năng bằng cha mì ê cá quá cha ná sa ra phù già ba hú quá cha ná sa ra phù hí sa ra phù mí chách thì ê cá quá cha ná sa ra phù phú già ba hú quá cha ná sa ra phù năng sách tá mì ê cá quá cha ná sa ra phú già sa ra phù dần ba hú quá cha ná sa ra phù xú a la pa ná ê ca quá cha ná sa ra phù ba hú quá cha ná sa ra phù sa ra phù vô. Con xin hết ạ. Con đem bản của mình, bản cũ nó sai chuyện đó là lắp bánh nát hơn coi lại trong bản. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Pathama Ekavachana Vathu Bahuvachana Vathu Vathuyo Dutiya Ekavachana Vathun bahu vachana
vattu vattuyo tatiya ekavachana vattuya bahuvachana vattu vattuhi vattubi chatuthi ekavachana vattuya bahuvachana vattunang panchami ekavachana vattuya bahuvachana vattuhi vattubi chatthi ekavachana vattuya bahuvachana vattunang sattami ekavachana vattuya vattuyang bahuvachana vattusu alapana ekavachana vattu bahuvachana vattu vattuyo. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ nữ tính vĩ ngữ u như là Sarabu, Bathama, Bathama, Ekavachana, Sarabu, Bahuvachana, Sarabu, Sarabuyo, Dutiya, Ekavachana, Sarabum, Bahuvachana, Sarabu, Sarabuyo, Tatiya, Ekavachana, Sarabuya, Bahuvachana, Sarabuhi, Sarabufi, Chatuthi, Ekavachana, Sarabuya, Bahuvachana, Sarabuyang, Sarabunang, Panchami, Ekavachana, Sarabuya, Bahuvachana, Sarabuhi, Sarabufi, Chatuthi, Ekavachana, Sarabuya, Bahuvachana, Sarabunang, Sattami, Ekavachana, Sarabuya, Sarabuyang, Bahuvachana, Sarabusu, Alapana, Ekavachana, Sarabu, Bahuvachana, Sarabu, Sarabuyo. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin tập chia danh từ nữ tính vĩ ngữ ú như là Chá Mu là đạo quân ạ. Bát Tha Má, Ê Cá, Quá Chá Ná, Chá Mu, Ba Hú, Quá Chá Ná, Chá Mu, Chá Mú Dô, Tu Ti Già, Ê Cá, Quá Chá Ná, Chá Mùm, Ba Hú, Quá Chá Ná, Chá Mu, Chá Mú Dô, Tát Tí Già, Ê Cá, Quá Chá Ná, Chá Mù Giá, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mù Hí, Chá Mù Phí, Chát Tút Thì, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù Già, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mù Năng, Pan Chá Mì, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù Già, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mù Hí, Chá Mù Phí, Chát Thì, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù Già, Mú Già, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mù Năng, Sát Tá Mì, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mú Già, Chá Mú Răng, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mú Sú, A Lá Pa Ná, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mú, Bà Hú Quá Chá Ná, Chá Mú, Chá Mú Dô. Bạch sư con đọc xong ạ, con cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Chá Mú đạo quân. Bát Tha Ma, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù, Chá Mù Dô, Đức Thế Già, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù, Ba Hô Quá Chá Ná, Chá Mù, Chá Mù Dô, Ta Ti Già, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù Già, Ba Hô Quá Chá Ná, Chá Mù Hí, Chá Mù Phí, Chá Tu Thì, Ê Cá Quá Chá Ná, Chá Mù Già, Ba Hô Quá Chá Ná, Chá Mù Năng, Thành Chá Mì, Ê Cá Quá Chá Ná, Cha mu già, ba hu qua cha na, cha mu hi, cha
mu phí chát thì e ca qua cha ná cha mu già ba hu qua cha ná cha mu nằng sắp tâm mì e ca qua cha ná cha mu già cha mu dần ba hu qua cha ná cha mu xú à pha lan ná à lá pha ná e ca qua cha ná cha mu ba hu qua cha ná cha mu cha mu cha mu dồ. Dạ thưa sư con xin hết. Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Bản tập chia các danh từ nữ tính viễn ngữ u như phu. À, con chia danh từ chém bu là cây châm nha sư. Dạ, bát thêm ma, ê kéo quá chân á, chém bu, bé hú quá chân á, chém bu vô. Đu ti dè, ê kéo quá chân á, chém bùm, bé hú quá chân á, chém bu vô. Tá ti dè, ê kéo quá chân á, chém bu dè, bé hú quá chân á, chém bu hí, chém bu phí, chát tút thi. Chát tút thi, ê kéo quá chân á, chém bu dè, bé hú quá chân á, chém bu năng. Pan che mi, e ke wa che ne, chem bu ye, be hu wa che ne, chem bu hi, chem bu phi, che thi, e ke wa che ne, chem bu ye, be hu wa che ne, chem bu năng, che te mi, e ke wa che ne, chem bu ye, chem bu dăng, be hu wa che ne, chem bu su. A pelene, a kewachene, chembu, behuachene, chembu, chembu yo. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính vị ngữ u như là quá tu ạ, là người đàn bà. Bát tham ma, e qua qua chân ná, quá thù, bá hu qua chân ná, quá thù rồ, bú tí già, e qua qua chân ná, quá thùng, bá hu qua chân ná, quá thù rồ, tá tí già, e qua qua chân ná, quá thù già, bá hu qua chân ná, quá thù hí, quá thù phí, chắc tu thì, ê ca qua cha ná quá khứ già ba hu qua cha ná quá khứ nằng bành cha mì ê ca qua cha ná quá khứ già ba hu qua cha ná quá khứ hí quá khứ phí chắc thì ê ca qua cha ná quá khứ già ba hu qua cha ná quá khứ nằng sắc tâm mì ê ca qua cha ná quá khứ già quá thu rằng quá hư qua chân ná quá thu số a bá na na ná ê ca qua chân ná quá thu quá hư qua chân ná quá thu vô. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Thưa sư con xin chia danh từ nữ tính vị ngữ u như từ Sarafu, sông Sarafu. Athamai kawachana Sarafu, bahuvachana Sarafu, Sarafu yo. Tuti dài kawachana Sarafu, bahuvachana Sarafu, Sarafu yo. Tati dài kawachana Sarafu, bahuvachana Sarafu hi Sarafu. Sarafu phí cho tôi thì ê ca qua cha ná Sarafu già ba hu qua cha ná Sarafu nằm bàn cha mì ê ca qua cha ná Sarafu phú già ba hu qua cha ná Sarafu hí Sarafu phí cha thì ê ca qua cha ná Sarafu già ba hu qua cha ná Sarafu nằm Satami kawachana sarafu ya sarafu yang bahuvachana sarafu su
Alapana ekawachana sarafu bahuwachana sarafu sarafu yo. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ còn Phật tử nào muốn xin đọc không ạ? Dạ thưa sư, hết rồi. À, bây giờ chúng ta ra cái tập phần trả lời câu hỏi ha. Phần bài này nó thiếu cái phần đặt câu để tôi sẽ chỉnh lại thêm cho có phần đặt câu để cho các bạn làm. Rồi bây giờ câu số 1. Câu số 1 là có bao nhiêu tiếp vị ngữ dùng để hình thành số thứ tự? Ai còn nhớ câu này trả lời đi. Bạch sư, con xin trả lời ạ. Bạch sư, có 5 tiếp vị ngữ để hình thành số thứ tự ạ. Là tí giá, thá, thá, má và á ạ. Bạch sư không tin hết ạ. Rồi câu số 2, hãy cho biết cách sử dụng số thứ tự. Em trả lời được câu này. Thưa sư, nãy cái thứ 5 là y mà. Cái thứ 5 nãy là y mà. Bữa không có học bài mới nè. Bạch sư, con xin trả lời câu số 2. Hầu hết số thứ tự được sử dụng trong tiếng Pali bằng cách thêm vào cuối số đếm một tiếp vị ngữ ma, má, ma, má. Cái đó không phải là cách sử dụng, cái đó là cách hình thành. Thế trong bài không cách hình thành, cách sử dụng khác chứ. Thưa sư, con xin trả lời cho sư. Cách sử dụng số thứ tự trong tiếng Pali thì được sử dụng như một tính từ, tức là chúng phải đồng tính, đồng ngữ cách và đồng ngữ số với danh từ mà chúng đi theo. Đó là đơn giản như là được rồi. Rồi câu số 3, đó là gạch dưới các số thứ tự đã được sử dụng trong đồng văn. Thì cái này phần em đọc đồng văn sẽ gạch dưới. Câu số 4, đó là chọn một danh từ nữ tính kỳ ngữ u có biến cách như u và tập chi danh từ đó. Phần này nãy mình làm rồi cho nên không có cần gì nữa. Bây giờ chúng ta đọc đồng văn để gạch dưới các thứ tự. Các số thứ tự. Đây là phần rộng văn bài số 11. Chất thúc thang Maha Supit Nang Bodhisattva Vaksi Jataro Sakuna Nana Vanna Jato Hidisahi Agantwa Tasa Padasa Samanta Umiyang Nipatitwa Sapaseta Samit Jinjuti Khi đăng chất thuốc thăng xuất viên phi năng thăng cha nà phê xí chất tà rô văn nà mân úc sát thất tà khắc tí dô pra mân nô vệ sô xuất đồ chà tí tê ná bác quê đi tê tham ma uy ni ye aga rasma anaga riyang papajitwa antarang vimutin sạch
thi ca rê sát tê tí. Rồi lần nữa. Chá tu thàn má hà tu tị nàng. Phù tí sát tô quát tí chát tà rô sát tu nà 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 văn nà chát tu ký tí sa hi a gòn tòa. Tá sá pà đá sá sá mần tà phù vi giang. Đi bà tị tòa sá pá sê tà sá mi chinh su tí. Khi đăng chất thuộc thăng sụ kỹ năng tăng a cha na về sĩ chất tà rô văn na. Mà nụ sát sát tà khát tì yô pram nô vi sô sụ đô gia tí. Tê ná phâu và quê đi tê tham mã vi nê dê á na gà. Agarasma nagariyang papajitwa anuttarang vimuttiṃ saicchikari santi saicchikari santaiti. Rồi vì anh ta giơ tay lên để đọc phần đoạn văn rồi sau đó mình đọc phần mình gạch chữ các thứ tự. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc đoạn văn. Chát tu thằng ma hà số bí năng vô thí sát tô bát sĩ chát tá rô sát cú nà 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 quan nà chát tu hí đi xà hí a gan tòa tá xá bà đá xá xá măng tà phù mỹ dằn đi bá tí tòa sắp bề xê tá sắp bá xê tà sắp bá trình xù tí ý đăng chá tức thăng xú bí năng tăng a cha na bê xí chá tá rô hoa nà má nút sát xá má nút xá sát tà khát tí dô ram má nô quê xô xú đô cha tí tê ná bá quê đi tê. Còn khúc sao quá cô. Dạ xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc đoạn văn ạ. Chát tút thăng má hà su bi năng bồ thí sát tô bát xí chát tà rô Sakuna nana wana chatuhi disahi agantoa tassa padassa samanta fumiyang nibatitoa sapaseta sambacchinsu jinsu ti idang chatuthang subinang tang ajap achana besi chattaro wana manussa sappa Tiyo, Brahmano, Vesso, Suddo, Chati, Tena, Bavedite. Còn đoạn dưới đó cô Cúc. Cô không có đọc. Thăm má quý dê, nó dê nữa còn nữa cô Cúc. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc đoạn văn ạ. Chát tu thăng ma hà su bí năng bồ đi sát tô bát sĩ chát tà rô sát cú nà 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 quan nà chát tu hí đi sa hí a gan tòa tát xá bà đát xá sa man tà phù mi yăng Nipatitva sappaseta sampacchim suti idang chatuthang supinang tang ajana pesi chattartaro wana manusa satta khatiyo pramano veso
sút đồ cha tí tê ná và quê đi tê hàm má quý na về agarasma ana gariyang papachitoa anuttarang quý mút tình sắc chí karik san tì tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Chát tu thằng ma hà su pi năng pô đi sá tô bá sĩ chát ta rô sá cú na 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 quan na chát tu hí đi sa hí a gan toa tá sá pa đá sá sa man ta phù mi rằng ni pa ti toa sắp bá xê ta sam pa trình su tí y đàm chát tú thằng su pi năng tăng a cha na pê sĩ chát ta rô quan na manut sá sát ta khát ti dô brahmano vết sô su đô cha tí tê ná pa quét đi tê tham má vi ná dê a gà rá sê ma a ná gà rí răng pa pá chi tòa a nút tá răng vi mút tình sát chí cá rí săn tì tí. Bạch sư con đọc xong ạ, con cảm ơn ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chất thuật thằng Maha Supi Năng Phô Thị Sát Tô Bác Sĩ Chát Tà Rô Sa Khu Nà 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 Wan Nà Chát Thư Hí Đi Sa Hí A Gan Tòa Sa Pà Đá Sa Sa Man Tà Cùng Mỹ Yang Nipat Tí Tòa Sa Pà Sê Tà Sam bát chim su ti ít đằng khát tút thằng tu bị năng tăng cha na pe si chát ta ro wan na manusa sát ta khát ti yo brahmano we so su do cha ti te na phát te phát we ti te tham ma win na ye agarasma anagari yang papa chitoa anuttarang vimutting sakitkaristan ti ti. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Phước Duyên. Dạ thưa sư, con xin đọc bài đại mộng thứ tư. Chát thúc thang ma ha su pi năng bồ thí sắc tô bác sĩ chát ta rô su sakuna nana wanna các tu hí đi xa hí agam tòa tát sát pa đát sát sa man ta bù mi yang ni pa ti tòa sa pa se ta sam pa chin su ti y đằng chát tu thăng su pi năng tăng a cha na pe si chát ta rô quan na manu sa sát ta khát ti yo brahmano vết so su đô cha ti tê na pa quê đi tê tham ma huy na về Agarasma anagari yang papachitoa anuttarang vimutting sacchi karisan ti ti. Dạ con đọc xong. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ con xin lỗi, con quên mở mic ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Chát tu thằng Maha Subinang Uthisato Bhakti Chattaro Sakuna Nana Wanna Chát tu hi Di Sahi Agantua Tatsa Padasa Samanta Phumirang Nibati Tua Sattva Seta Sambhattin Suti Idang Chát Chát tu thằng Subinang Tăng Ajana Tesi Chattaro Vanna Manut Sasatta Khattijo Ramano Vesso Suddo Chati Tena Lavedite. Đọc tiếp ạ.
tham ma vi na về a va rat ma anh a va di rằng bất đa chi tòa anh út ta rằng vi mút tình tắc chi ca ri tham tình tí. Dạ thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thư sư con xin đọc. Chát tút thăng ma hà su bí năng bồ tí sát tô a si đa ta rô sa cu na 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 văn na đa tu hi đi sa hi a gan to a sa a đa sa tam man ta su bí năng a di to ta ba se ta tam năng cha tu năng năng tăng ajana pesi chataro vana manus manusa sata katiyo ramano vesso kojati jena pave de amma naye agarasma anagariyang papajitoa anuttarang chakri karisanti. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Đọc nhỏ quá. Xin mời Phật tử Phúng. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc. Chát tuất thằng ma hà su bi nào bồ thí sát tổ bát si chát tà rô sa cu na 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 quan na chát tu hi đi sa hi a gan toa ta sa ba đa sa sa mang ta bồ mi yang ni bát ti toa sắp bát se ta sam bét trình su tí ý đằng chất tu thằng su bi năng tăng a cha na bê si chất ta rô văn na ma nô sa sa ta khát ti yô ram ma nô vết sô sút đô cha ti tê na ba về đi tê thầm đầm ma vi na về a ra a ga ra ma a na ga vi dằng bắp bát chi tòa a nốt ta rằng vi mốt tình sắc chi ca ri san tì tí. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít. Phải đọc rồi đó, không có đọc giống tinh tụng được, cái này phải đọc hết từng chữ, không có đọc ví dụ như là phát tí chất ta rô sắc cô na, phải đọc từng chữ chứ không có đọc ghế. Dạ vậy để con đọc lại. Dạ con xin tri ân sư. Chất tu thằng ma hà su bi năng bồ bồ đi sát tô bát si chất ta rô sa cu na 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 quan na chất tu hi đi sa hi a gan toa ta sa ba đa sa sa man ta bù mi dằng đi ba ti tòa sắp ba sê ta sầm bách trình sù tí y đằng chát tút thằng su bi năng tăng a cha na bê si chát ta rô quan na ma nuốt sát ta ma nuốt sa sát ta khát ti yô pram ma nô vết sô sút đô cha tí tề na ba về đi tề đầm ma vi na về a ga ras ma a na ga ri yang bắp bách chi tòa a nu ta rằng vi mút tình sắc chi ca ri san ti tí. Dạ kính tri ân sư, con đã đọc xong, cảm ơn Trân đã giúp đỡ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư, con xin đọc bản văn ạ. Chát tút
thằng ma hà số tí năng bồ thi sát tổ bát si chát tà rồ sát út nà 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 quần nà cha tù tù hi đi xà hi á gần á gần tà sát sa ba đa sa sa mần tà phù mi rằng phù mi rằng mi ba ti tòa sắp bề xề tà sầm tách chìm số tí y đằng chát tút thằng su bi nằng tằng a chàn nà bề xí chát tà rồ quần nà ma nút xá sát tà khá tí rồ dầm ma nồ quyết quyết sồ sút đồ trà tí tề na ba quệ hì tề. Mời Ngọc Trân kéo lên để đọc nốt ở dưới ạ. Thầm ma quy nà dề dề a gà tát mà a nà gà gì rằng rằng ba ba chít tòa a nút ta rằng quy mút tình sắc sắc chi ca di ca di sàn tì tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, đại sư xin đọc. Cha tu thằng ma hà su bi năng bồ thi sát tổ bát sĩ chát tà rồ sát cu nè 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 quan nè 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 quan nè cha tu hí đi sơ hí ai gần tòa tát sẽ bè đát sẽ mắn tà phu mi dằng ba ti tòa sắp bê sê tè sân bát chim su sân bát chim su tí y đăng chê tu thăng chu vi năng tăng chê nè bê chí chê tà rô quân quân nè mô nữ sê sê tè khát tí dô, râm mê nô, vết sô, sút đô, chè tí tê nê, bé quê đi tê. Thâm mê quý nê dê, á gà rách mê, á nê gà rí dăng, bát bá trí tòa, á nút tà răng, quý mút tình, sắc chí, cá rí sàn tì tí. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Maha Supinang Bồ Thí Sát Tổ Phát Sĩ Chất Tà Rồ Su Sát Cú Nà 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 Hoàn Nà Chất Tù Hí Tà Hí Tà Thành Tòa Đắc Xá Bà Đắc Xá Các Mạng Tà Bù Thí Dân Phát Thí Tòa Xin mời Phật tử Phương Ti.
Dạ con xin đọc. Chắc chú thăng Maha Sup Bít Năng Bút Đi Sát Tô Bác Sĩ Chà Tạc Rô Sắc Khu Nè Nạ Nạ Văn Nà Chắc Tú Hí Đi Sà Đi Sà Hí A Răn Tòa Bà Đá Sà Sát Mạng Tà Bút Nít Dân Nít Bác Tí Tòa Sát Bác Sê Tà Sát Bác Dìm Sú Dìm Sú Tí Ý Đàm Chắc Tú Thầm Sup Bi Năng Tâm Và Nạp Bê Sĩ Chà Tạc Rô Văn Nà Mát Nú Sát Sát Tà Khát Thi Dô Ramano Vesso Sudo Chati Tena Bhagve Dite Thamma Vinaye Ara Grasma Anagra Vijan Papa Jitoa Anuttaram Vipmuttin Sachikariyan Titi Titi Sachikariyan Titi. Dạ con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Chát tu thằng Maha Supinang Bodhisattva Passi Chattaro Sakuna Nanavana Chattuhi Disahi Agantva Padasa Samanta Pumiyang Nipatitva Sapaseta Sampachin Suti Idang Chattuthang Supinang Tang Janapesi Chattaro Vanna Manusa Sata Katiyo Brahmano Veso Sudo Chati Tena Pawe Dite Hamawi Naye Ararasma Anarariyang Papachitwa Anuttarang Vimutin Sachi Karisanti. Dạ thưa sư, dạ còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạch dưới các số thứ tự. Dạ, dạ bạch sư có chữ chát tức thăng nó sẽ là 4 chát tu hí chát tá rô chát tá rô chát tu hí ai gạch nữa ai gạch đi chát tức thăng nó sẽ chát tức thăng. À, chất thuốc thăng đó trong trường hợp này, chất thuốc thăng rồi là ba tầm số 4 không rồi có hai cái chất tăng lô mà ba số thứ tự ha. Ở đây cũng có cái chất ta rô nữa nè, hai cái chất ta rô, hai cái chất ta rô, hai cái chất ta rô, một cái chất tu hí, cái chất thuốc thăng. Thưa rồi, sư đó. Biểu gạch dưới thưa sư cái câu này người ta họ kêu mình gạch số thứ tự chứ không phải là gạch số đâu thôi sư. Số thứ tự thí dụ như chắc tút thăng là thứ tư đại Maha Subinang, chắc tút thăng Maha Subinang là đại mộng thứ tư, từ chắc tút thăng nghĩa là chắc thứ tư, còn chắc ta rô là gì? 4 là số 4 thôi, 4 hướng. Chắc ta rô là số đếm. Dạ số đếm thôi. Chắc ta rô là không được. Chất ta rô, chất tô khí là số đếm. Vậy là nó chỉ được cái chữ là chất tốt thăng thôi, là thứ tư thôi. Dạ. Trong bài này có hai chữ, một chữ trên tựa với một chữ dưới thôi. Chất tốt thăng thôi, chỉ chất tốt thăng này thôi. Tí nữa mình lộn số đếm với số thứ tự thôi. Rồi đó là phần gạch dưới, nó chỉ có từ đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần xem bài tập tiếp đi. Cũng còn nhiều thời gian. Giờ mình mới vừa đọc bản văn xong thôi, để đọc bài tập đi. Cô cần mở sẵn bài tập đi, để lát cho lớp sửa bài tập luôn. Rồi đây là 4 câu bài tập. Năm câu bài tập chứ xin lỗi. Mình mở lớn thì xem. Câu 1 là Nana Vanna Chattaso Sakuna Cha Tiyo Chattu Hi Isahi Agantua Padana Samanta
phụ giang ni pa ti tòa sắp phán xê tô. Sắp phát xê tà yô sắp mít chinh xú tầm bách chinh xú. Câu số 2 đó là mưu sô chất tà rô văn nô phát thâm mô chát Ramana văn nô tu ti yô chát khát ti ác văn nô khát ti yô chát về sao văn nô chát tụ phô sốt đắc văn nô chát tí. Câu số 3 đó là tê ná sâm ánh dê ná chát tô sú chát tù sú văn nê sú thi thất thạ phô thi thất tô sắc ca cụ lê khát ti á văn nằm thi chà tô á hồ sĩ. Câu số 4 tê tá thà cá tê ná hoặc thà tê thầm á uy nê dê Papa ji toa vi mok hang sachi karis santi. Câu số 5 tathagato bhikkhavo bhikkhuni niyo upasaka upasika yo ja jati jataso parisayo lapi sati. Rồi đó là 5 câu bài tập. Giờ mời lớp đọc 5 câu bài tập này cứ tí đi để ta đó mình sửa. Dạ, xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu tiếng Bali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Nana Wanna Chattasso Sakuna Sakuna Chattiyo Chattuhi Disahi Agachitoa Agachitoa Bananang Samanta Phuyang Nipatitoa Sapasetayo Sampak Chinsu. Câu số 2 Manusso Chattaro Wano Patamo Cha Brahmana Wano Dutiyo Cha Khatiya Wano Tatiyo Cha Wessa Wano Chututho Sudha Wano Chati. Câu số 3 Tena Samayena Chattusu Vannesu Siddhattha Bodhisatto Sakakule Khakti Ya Vannamhi Chato Ahosi. Câu số 4 T Tathagatena Sokhate Thamma Vinaye Papachitoa Vimukhang Sakchi Karisanti. Câu thứ 5 Tathagato Bhikkhavo Bhikkhu Niyo Upasaka Upasikayo Chati Chattaso Parisayo Lappisati. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc và 5 câu bài tập dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Nana Wanna Chattasso Sakuna Chattiyo Chattuhi Disahi Agachitoa Padanang Samanta Kuyang Nipatitoa Sapesetayo Sapachinsu. Câu số 2, Manusasato Chattaro Wanno Bhattamo Ramana Wanno Dutiyo Cha Khatiya Wanno Tatiyo Wessa Wanno Chututho Sudha Wanno Chati. Câu số 3 Tena Samayena Chatusu Vannesu Siddhattha Bodhisatto Sakakule Khatiya Vannamhi Chato Ahosi. Câu số 4 T Tathagatena Swakhate Thamma Vinaye Papachitoa Vimokkhang Sakchikirisanti.
Câu số 5. Tathagato Tikkhavo Vikkhuniyo Upasaka Upasikayo Chati Chatasso Parisayo Lappi Sati. Con xin hết ạ. Câu số 2 này các tử mình sửa lại một tí nha. Câu số 2 này bỏ cứ lấy không mở. Câu số 2 này nó bị lỗi. Xong rồi hả sư? Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt câu số 1 ạ. Nana wanna chattaso saku saku nacha tiyo chattuhi disa hi agacchitoa paranang samanta pujang nipati toa sabba se tayo sampatchinsu. Con đọc trên này. Jampu ding nam hi chát ta ro wanna patha mo cha brahmano duti yo cha khati yo tati yo cha weso chát tut tho sut tho cha tí. Câu số 3. Tena sa ma je na chá tu su quan nê su si thát thá phô thí sát tô sát cá cú lê khát tí giá quan nam hí chá tô á hồ xí. Câu số 4. Tê tát thà gá tê ná xoa khá tê tham má vi ná dê pháp bá chí tòa vi mốc khầm sát chí cà rí sàn tí. Câu số 5. Tatha gato phikhavo phikhu nizo upasaka upasika zo cha ti chattaso parisazo lafi sa ti. Bạch sư con đọc xong ạ, con cảm ơn ạ. Thưa sư, cái câu số 2 là khát tí vô chứ hả sư? Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Dịch Pali sang tiếng Việt. Nana wanna chattaso sakunai chatiyo chatuhi disahi agacchitoa padanang samanta piyang nipachititoa sabesetayo sampachimsu. Câu số 2. Jambudipamhi chattaro wanna patthamo cha brahmano dutiyo cha khatiyo tatiyo cha weso chatutho sut đồ trà tí. Câu số 3. Tê ná sa má dê ná chá tu sú hoa nê sú sĩ tát thá bồ đi sá tô sá cá cù lê khá tí giá hoa nam hí chá tô á hồ sĩ. Câu số 4. Tê tát thá gá tê ná xoa khá tê tham má vi ná dê bát bát chít tòa quý mốc căng sắc chí cá rí sàn tí. Câu số 5. Tát thà gá tô phí cá gô phí khu ni yô ú pa sắc ca ú pa sĩ ca yô chà tí chá tá sô pa rí sa yô lá phí sá tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Thưa sư, con xin đọc câu số 1. Nana vanna chắc tác sô sắc hú na chắc già khí vô chạ tu hí
Disahi Agachitoa Babbanam Sakma Saknam Saknam Ta Budyang Nipatitoa Sakbe Saktayo Sampajimsu. Câu số 2. Yang Budi Pakmi Bami Bamhi Chattagro Vanna Bathamo Chak Ramano Dutiyo Chak Chattiyo Tatiyo Chak Veso Chak Tutho Sutdo Chati. Câu số 3. Tena Samakyena Chattusu Vannesu Siddhartha Bodhisattva Sakakule Khatiyayang Namhi Yato Ahosi. Câu số 4. Tê Tathā Gattena Sakate Thamma Vinaye Babbayitva Vimokkham Sakthikhapi Santi. Câu số 5. Tathā Gatto Bhikkhavo Bhikkhuniyo Uppasaka Upasikayo Chakti Chattaso Bhakrisayo Lakbisati. Dạ con xin hết rồi. Xin mời Phật tử An. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Nana Vanna Chattaso Sakuna Jatiyo Chattuhi Isahi Agachito Papanang Tamanta Kuyang Nipatito Sapasetayo Sampat Intu. Câu số 2. Tambudi Hamhi Tataro Vanna Patamocha Ramano Dutiyo cha Katiyo Tatiyo cha Veso Chatutho Sutho cha Ti. Câu số 3. Tena Samajena Chatusu Vanesu Sittatha Su Hisato Sakha Kule Kati Yavan Na Katiya Vanangi Chato Ahosi Te Tathagate Na Sakate Thamma Vinaye Papachitoa Vimukhang Takkarisanti. Một thứ năm. Tathagato Pikavo Bhikkhuniyo Upasa Upasaka Upasikayo Jati Jataso Parisayo Pabisati. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Phước Duyên. Dạ thưa sư, con xin đọc bài tập. Nama wanna chakasso sukina chatiyo chattuhi disahi agacitoa paranang samanta puyang nipatitoa sappasetayo sampacingsu chambodipamhi chattaro wanna patamo cha brahmano rutiyo cha khatiyo tatiyo cha wisso cha tutho sutto cha ti. Tena samayena chatusu vannesu sikatha bodhisatto sakakule khatiya vanamhi chato ahosi te tathaga tena sakate thamma vinaye papachitva vimokkhang sacchi karisanti tathaga to bhikkhavo bhikkhuniyo upasaka upasikayo jati Chattaso Parisayo Lappisati. Xin đọc xong ạ. Rồi được rồi, bây giờ tạm như đây đi, mình sửa bài đi. Để quả hết thời gian ạ, sửa bài tí đi. Bạch sư con xin sửa câu số 2. Ồ, căng bút bài lên cái lớp sửa.
Bạch sư, con xin sửa câu số 3. Một, hai, ba, bốn. Thôi, cho con sửa câu số 4 đi. Trân chỉnh lại dùm cô nha, cô đánh là sao trật chữ hết trơn. Câu số 4 dịch Bali sang tiếng Việt. Cô xin sửa câu số 5. Câu số 4. Sư, cái câu 1 của sư Nanawana Chattaso hình như là một chữ tờ rồi hả sư? Một quen hai. Dạ một. Sửa là cái chữ đó, một một chữ T. Bạch sư, sư sửa câu số 2 lại là Champuri Pamhi. Trong đây nó còn là Manusso. Trân sửa lại khách tí giá One No á Trân. Câu số 2 á Trân. Cái nào cô? Câu số 2 đó. Sư bỏ hồi đó rồi cô. Mano. Sư bỏ hồi đó rồi, bỏ One No rồi. Vậy hả? Cô sửa theo sư hả cô?
câu 4 ha. Con Kim Cúc, câu Kim Cúc là câu này là câu số mấy con? Số 5 con, số 5. Của cô, câu số 2 cô làm rồi á, nhưng con chỉnh giùm cô mấy từ lại nó bị trật đó. Của cô câu số 5 với con sửa giùm cô một từ. Tỳ khu mà cô đánh là tỳ khu á. Con bỏ dấu sắc giùm cô. Thủy, câu này là câu số trong 4 các... à, câu số 3. Cô bảo làm mà câu mà trong 4 giai cấp ha cô. Đúng rồi, Ấn Độ có 4 giai cấp á. Không có Bồ Tát trong đó đâu mà có dưới Bồ Tát. Câu số 2 như cô bảo chưa đánh hả cô bảo? Đánh rồi con, nhưng mà nó bị trật chữ đó. Con không thấy cô gửi trên đây. Có gửi rồi. Ấn Độ có 4 giai cấp á. Thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sắc Đế Lị, thứ ba là giai cấp Xá Vệ và thứ giai cấp Thủ Đà La. Không có cô ơi. Cô đánh lại. Chắc cô gửi riêng, gửi cho mọi không, người. Nó nhảy lên. Cô gửi liền luôn không? Không mấy cô đọc đi con đánh cho. Cô Bảo đọc đi cô Bảo. À, thứ nhất là Bà La Môn. Thứ hai là Sắc Đế Lị. Thứ hai là Sắc Đế Lị. Thứ ba là giai cấp Xá Vệ. Không có chữ giai cấp. Thứ ba là Xá Vệ. Thứ tư là Thủ Đà La và thứ tư là Thủ Đà La. Dạ thưa sư, mời đó sư. Rồi chúng ta xem câu 1. Nana vanna chatta so sakuna chati yo chato hi hi sa hi akachi toa padanang samanta kuyang nipati toa sapate ayo samikin su. Có 4 lời chim. Bốn loài chim bay về từ bốn hướng. Sau khi rơi xuống đất, chung quanh chân ngài đã trở thành toàn màu trắng. Hai chung cu đi băm khi chặt ta rô. Dạ thiếu Nana. Mà sư có chữ Nana, quanh na là màu sắc khác nhau sư.
rồi có bốn loài chim có màu sắc khác nhau. Làm dịch là bốn loài chim có màu sắc khác nhau. Màu sắc khác nhau, bỏ chữ có đầu đi. Bốn loài chim có màu sắc khác nhau bay về từ bốn hướng, sau khi rơi xuống đất chung quanh chim ngài đã trở thành con màu trắng. Rồi. Câu thứ hai, chim cung đi băm chất tà rô na bắt chắc răm mô như các đi tập đi các dạng đi xuống đất chung quanh chân ngài. Câu hai, Ấn Độ có bốn giai cấp, thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lì, thứ ba là Sát Vệ, thứ tư là Thủ Na La. À. Dạ, cái câu đầu là Chambodi Bam Hí, Ấn Độ. Tại đi. Vane su thithatha bodhisatto sakkhakule katiya vannam hi chato ahosi. Rồi sao rớt mic rớt mục tiêu rồi. Trong bốn giai cấp mà thời ấy Bồ Tát Thích Nhất Thá đã sinh ra ở giai cấp Sát Đế Lệ trong dòng Thích Ca, trong dòng tộc Ca. Các Tha Gắt Tê Tê Tất Tha Gắt Tê Má Quát Tha Tê Tham Má Vi Nây Dê Papa chi tòa vi mục hàng sạch chi kari sẵn tí. Sau khi xuất gia trong pháp và luật đã được Như Lai theo thuyết giảng, các vị ấy sẽ chứng được sự giải thoát. Rồi câu số 5, Các Hà Gà Tô Thích Khá Vô Thích Phú Ní Dù Úc Bà Sá Cà Úc Bà Sí Cà Dù Chà Thí Chà Tạc Sô Bà Rí Sà Dù Lập Thí Sà Tí. Như Lai sẽ có được bốn hội chúng là Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni, Thiện Nam và Tín Nữ. Chứ tiền thu đó mình sửa lại bỏ dấu tắc. À, được rồi. Anh kia tạm 5 câu đó đi được kia tạm cửa tiếp hả? À, xin chăm lại chân đó. Chân kéo con số 2 chân. Kéo con số 2 cái sai cái chữ mà.
đại xá sửa tiếng Việt á, phần tiếng Việt á, vệ xá 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 s k g s ít á. Sao chị? Không có chuyện. Chưa chờ em ra chụp cái chỉnh lại cái này cái. À, xong rồi đó chị. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư để dành thời gian để giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời quý vị cắt âm thanh và mời cô tu nữ dị bảo đọc thầy kinh hồi hướng trước kính chư thiên. Và xin mời cô tu nữ dị bảo. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt học viên tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chapumata Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tu Chirang Rakhantu Sasanang Akasatha Chapumata Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tu Chirang Rakhantu Nogaru Akasatha Chapumata Devanaga Mahitika Bồn nhang lô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta yô. A ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi ti ca. Bồn nhang lô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni nô. A ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi ti ca. Bồn nhang lô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu lô sa đa. Y đăng qua tàu nô bồn nhang a sa hoa kha ya hoa hăng hôn tu a na ga tê ca lê. Sa thú, sa thú, sa thú. Con kính mình lễ hướng. Con kính chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào tất cả các học viên. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào các học viên luôn. Dạ, con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Xin chào các lớp. Xin cảm ơn.